Xác định xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia là giải pháp quan trọng thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục. Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện. Đặc biệt, việc triển khai đã có sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, tăng cường thêm nguồn lực xã hội hóa để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Với quan điểm là đầu tư giáo dục là đầu tư cho cái nguồn lực của tương lai của mỗi gia đình cũng như mỗi địa phương, thì chúng tôi đã huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Cùng với ngân sách của nhà nước thì nó cũng có hạn hẹp, thì chúng tôi huy động cái nguồn sử dụng đấu giá đất. Thì ngoài ra thì huy động được cái sự đóng góp của các bậc phụ huynh, các gia đình, các cơ quan đơn vị địa bàn đảm bảo cơ sở vật chất và duy trì cái chất lượng trường chuẩn quốc gia. Từ đó nó góp phần là nâng cao cái chất lượng giáo dục của địa phương. Năm 2016 thì được cái sự hỗ trợ rất là đắc lực của địa phương cùng với việc làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, thì nhà trường đã phấn đấu đạt được là trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Và từ cái điều kiện như vậy thì nhà trường đã nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường lên những cái bước mới, từ việc là nhà trường chỉ nằm trong cái top giữa của huyện, thì những năm gần đây thì nhà trường đã vươn lên và luôn luôn nằm trong top đầu. Sau 2 năm triển khai kế hoạch 3689 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến nay số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh là 669 trường, chiếm gần 73%. Qua đó chất lượng giáo dục ở các cấp học ngày càng được nâng cao. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2018, tỉnh Phú Thọ có 68 giải, xếp thứ 3 cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải, dẫn đầu toàn quốc cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Điểm trung bình các môn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 xếp thứ 13 trên 63 tỉnh thành trong toàn quốc. Trong thời gian tới, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 3689 thì chúng tôi phối hợp cùng với Ủy ban dân các huyện thị thành là quyết tâm huy động các nguồn lực xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo cái lộ trình từng năm, tăng cường cái công tác xã hội hóa ở những cái nơi có điều kiện. Chúng tôi cũng đề nghị Bộ Giáo dục Đào tạo là sớm sửa đổi các thông tư quy định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia phù hợp với thực tế hiện nay là vẫn còn có những bất cập. Xây dựng và duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia đang tạo ra khí thế thi đua sôi nổi ở các địa phương và các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn tỉnh. Thực hiện mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh có gần 84% số trường học đạt chuẩn quốc gia. Ngành Giáo dục và Đào tạo Phú Thọ đã xây dựng lộ trình cụ thể, duy trì, kiểm tra công nhận lại trường học đạt chuẩn quốc gia, tập trung các giải pháp nhằm duy trì phát huy kết quả của trường học đạt chuẩn quốc gia.